chào tất cả các bác. Khi mà các bác đang xem video này thì em nghĩ là rất là nhiều các bác đã đang và đang rất là muốn sở hữu tác phẩm cặp ngựa phong thủy để bàn chất liệu gỗ chắc đỏ đen này rồi đúng không ạ? Một hình tượng ngựa mà biểu trưng cho sự gia tăng tiền tài, may mắn và thăng quan tiến chức. Và cặp ngựa này thì được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen rất là quý hiếm và giá trị. Và hôm nay thì các bác hãy cùng với em tìm hiểu qua về các cái ý nghĩa phong thủy của cặp ngựa này các bác nhé. Và trước khi em tìm hiểu và em quay kỹ về từng cặp ngựa cho các bác thì em sẽ giải thích qua cho các bác về chất liệu gỗ. Gỗ chắc đỏ đen là loại gỗ có giá trị cao và ngày càng quý hiếm. Và xin được hân hạnh giới thiệu với các bác một số thông tin cơ bản về chất liệu gỗ chắc đỏ đen để các bác có thể tham khảo và các bác có thể tìm mua làm sao cho hợp lý nhất có thể các bác nhé. Về gỗ chắc đỏ đen thì là một loại gỗ quý và giá trị rất là cao và thuộc loại gỗ hiếm bậc nhất của Việt Nam và từng được người ta chuộng tìm vì loại gỗ chắc đỏ đen này đặc trưng của nó là rất cứng và chịu được va đập rất là tốt, tính năng rất là bền ở Việt Nam. Và cây gỗ chắc đỏ đen được tìm thấy nhiều ở trong những khu rừng mà có mưa nhiệt đới hoặc là rừng mưa nhiệt đới gió mùa. Cây gỗ chắc đỏ đen có màu sắc đen xám rất là đẹp, sang trọng, lõi gỗ đen mun, đồng thời mật độ gỗ khít. Tâm gỗ chắc đỏ đen rất là mịn, đánh bóng gỗ chắc đỏ đen lên thì sẽ rất là đẹp và tự nhiên, sẽ rất là bóng loáng đẹp tự nhiên. Với các ưu điểm trên nên gỗ chắc đỏ đen là một trong những tác phẩm mà được rất là nhiều những người sành chơi gỗ săn đón. Và tác phẩm đầu tiên là một cặp ngựa nhỏ các bác nhé. Cặp ngựa này có mã là 737, cặp ngựa phong thủy để bàn gỗ chắc đỏ đen, mã 737. Một chú cao 26, ngang 15 và số 9,5, còn một chú thì cao là 26, ngang 14 và số 7. Các bác có thể quan sát kỹ khi em quay tứ diện được đục rất đẹp đúng không ạ? Từ cơ ngựa, bờm ngựa cho các bác nhé. Hàng rất là đặc gỗ, đục ra rồi, cả hai chú nặng 1,3 kg. Tác phẩm này thì các bác có thể để ở trên bàn làm việc, kệ tivi hay là bàn uống nước, vừa đẹp lại vừa sang trọng các bác nhé. Nói qua về ưu điểm của gỗ chắc đỏ đen. Gỗ chắc đỏ đen thì rất cứng, nặng, thớ gỗ rất là mịn và có mùi chua nhưng là không hăng. Gỗ rất là bền, không bị mối mọt, cong vênh. Và gỗ chắc khi quay dây giáp thì rất là bóng bởi trong gỗ nó đã có sẵn tinh dầu. Một tác phẩm được đục rất đẹp đúng không ạ? Và can đan với các bác là chỉ có 3 cặp để thôi ạ. Nên là những bác nào mà yêu thích những cái tác phẩm này và muốn săn tác phẩm này, sở hữu tác phẩm này thì có thể gọi điện ngay cho em các bác nhé. Rất đẹp đúng không ạ? Cặp ngựa để bàn phong thủy gỗ chắc đỏ đen có mã là 737, một chú ngựa cao 26, ngang 15 và số 9,5, còn một chú thì cao 26, ngang 14 và số 7. Rồi, em sẽ cho tác phẩm này xuống và cho tiếp một cặp thứ hai lên ngay bây giờ ạ. Sau cặp đầu tiên thì là một cặp thứ hai cũng đẹp không khác gì cặp thứ nhất các bác nhé. Cặp ngựa để bàn phong thủy gỗ chắc đỏ đen có mã là 738, có kích thước một chú cao 32, ngang 17 và số 6 và một chú còn lại cao 32, ngang 14 và số 7. Hàng rất là đặc gỗ, hai chú cộng lại nặng 1,8 kg các bác nhé. Sẽ quay cận cảnh để cho các bác nhìn tác phẩm này. Cơ ngựa khi mà đang phi thiên lên rất là đẹp đúng không ạ? Bờm ngựa thì được đục rất đẹp bay trong gió các bác nhé. Rất ít được những cái thợ mà đục được đẹp như thế này ạ. Và vì đặc tính rất là cứng và rất là bền, chịu được mưa nắng cho nên trước đây gỗ chắc được dùng để làm cột mốc bên biên giới và dùng để làm nhà sàn, dùng để cọc tiêu. Những gia đình khá giả thì dùng để đóng bàn ghế, giường tủ, sập chân quỳ hay là các bức tượng. Và những năm gần đây thì gỗ chắc đỏ đen được các thương gia Trung Quốc săn lùng và tìm mua rất là đắt. Và hiện nay thì gỗ chắc đang còn rất là ít và khá là quý hiếm. Và nếu có thì giá thành ở ngoài thị trường cũng đang rất là cao. Các bác có thể quan sát một cặp ngựa để bàn thôi ạ. Khi mà mình mua những cái tác phẩm này mình để bàn thôi thì khách vào, đối tác của mình vào trong phòng làm việc hay là khách vào trong các cái gian phòng khách nhà mình cũng cảm thấy đẳng cấp lên rất là nhiều các bác nhé.
gỗ chắc đỏ đen này thì những mà khách hàng mà sành chơi gỗ chơi thì mới có thể hiểu được giá trị của nó như thế nào, đúng không ạ? Một cặp bựa rất là đẹp, được đục tứ diện, rất đẹp, rất kỹ các bác nhé. Có mã là 738, cao 32 ngang 17 và sâu 6. Còn một chú còn lại thì cao 32 ngang 14 và sâu 7. Rồi, tiếp đến là một cặp cuối cùng em sẽ quay ngay bây giờ cho các bác. Và cặp còn lại em muốn giới thiệu với các bác, em đã cho lên sóng rồi đây ạ. Cặp này thì đúng là đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên các bác nhé. Có mã là 739, cao 32, ngang 20 và sâu 12. Còn chú còn lại thì cao 33, ngang 11 và sâu 8. Một cặp ngựa có thể nói là được đục rất đẹp và rất là tâm huyết các bác nhé. Trước hết thì lại quay tứ diện để cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này. Mồm ngựa và đuôi ngựa được đục rất là tơi. Các bác có thể thấy cơ bắp của chú ngựa đúng không ạ? Những cái hàng đục kỹ và những hàng đục bình dân thì các bác có thể so sánh được. Một cặp ngựa để bàn rất là đẹp và ý nghĩa phong thủy thì rất là tốt. Người phương Đông và kể cả người phương Tây sử dụng ngựa làm phương tiện vận chuyển, cho nên ngựa thì di chuyển nhanh hơn, dễ hơn và hiệu quả hơn. Và người Hồng Kông nói rằng mã đào thành công có nghĩa là có ngựa thì ắt sẽ thành công. Và trong phong thủy thì một hình tượng phổ biến mang nội dung tích cực sẽ tạo nên một trường khí tích cực, và ngược lại một hình ảnh tiêu cực sẽ làm phát sinh trường khí tiêu cực. Theo đó thì sẽ vận dụng hình tượng ngựa cũng không ngoài ý nghĩa này. Hình tượng ngựa đem lại cho con người một sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng các bác nhé. Và biểu tượng ngựa trong phong thủy hay là hình ảnh ngựa phi nước đại là biểu tượng tượng trưng cho sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến trong tiền tài. Một tác phẩm, một cặp ngựa để bàn có mã là 739, cao 32, ngang 20 và sâu 12, chú còn lại cao 33, ngang 16 và sâu 8. Vừa rồi thì em đã giải thích qua cho các bác về 3 mẫu cặp ngựa. Và các bác xem, nếu như các bác ưng cặp nào, các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo vào số hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.